Hello, chào quý vị và các bạn trở lại với fanpage và kênh YouTube của Hoàng Giang TV. Hôm nay tiếp tục trong quá trình đi review bất động sản thì tôi lại đi quay cho mọi người một cái sản phẩm đất biệt thự view sông mọi người nhé. Cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng 3 km thôi. Di chuyển nó xe máy thì khoảng 7 phút 10 phút, ô tô thì nhanh hơn một tí mọi người nhé. Chúng ta bắt đầu đi xem, và trước khi xem thì mọi người đừng quên like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube này cho tất cả mọi người bạn bè cùng xem mọi người nhé. Ok. Đây, trước mắt chúng ta là cái vị trí chính xác và cũng như cái hình ảnh thực tế của cái sản phẩm đất này, với tổng diện tích rơi vào khoảng 280 m², trong đó có 233 m² là trong sổ, còn lại phần hơn 40 m² ngoài sổ. Cái phần đó thì sau này làm đường thôi. Đấy, nằm ở đây thì từ vị trí này về thành phố Nha Trang thì khoảng 3 km, và đường hiện trạng này thấy không, hiện trạng là đường đất thôi mà cũng cấp phối rồi, làm rất tốt, và khoảng 7 m, ô tô đi di chuyển thuận lợi và sát với khu đô thị Mỹ Gia gói 2 luôn. Đấy, bên này là chính là Mỹ Gia gói 2 này, những cái căn nhà mà người thấy không đó. Và bên cạnh lô đất thì cũng có một căn biệt thự luôn, từ view sông làm rất là đẹp, chiều ngang 10 m mọi người nhé, tính từ cái gốc dừa này với cột này sang đây. Đây là 10 m. Lô đất này rất hay là có hai mặt tiền trước và sau. Mặt tiền trước là cái đường 7 m như tôi vừa nói, và mặt trường sau là sông tắc luôn, để tí sẽ cho mọi người coi. Phía sau còn có cả bờ kè và một con đường nữa cơ. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, sản phẩm này phù hợp với chúng ta làm những căn biệt thự view sông, bởi vì cách thành phố quá gần, di chuyển thuận lợi và cũng mới nơi chúng ta nghỉ ngơi. Trên đất thì có mấy cây xoài rất là to mát mẻ, ai có nhu cầu sử dụng thì chúng ta để lại, không thì chúng ta đốn đi thôi. Vùng này thì chúng ta không lo ngập lụt, cho nên mọi người thấy cái móng nhà này, con nhà này xây này thì cao đến khoảng 50-70 phân thôi, chứ không quá cao, rất là rộng. Chiều ngang 10 m là một cái lợi thế đó mọi người. Về pháp lý thì sổ sở hữu riêng rồi mọi người nhé, không lo, cục chứng sang tên ngay lập tức luôn. Đây tôi đi ra cái đường mà xong mình coi. Đây, trên đây cũng có một con đường chúng ta có thể di chuyển qua khu tái định cư ven sông Tắc ở bên này. Đây dòng sông Tắc này, rất là đẹp. Bên kia cũng là những nhảy nhà, những căn biệt thự view sông, mọi người có thể thấy không? Đó, căn biệt thự view sông rất là đẹp. Có thể mẫu không? Đây, ở đây chúng ta xây nhà có thể giống như căn nhà này này, chúng ta làm một cái tấm đan để bắt vào đây đi vào nhà, giống như cái canh ngay bên cạnh này luôn, rất là đẹp. Chiều ngang 10 m thì chúng ta thoải mái thiết kế những căn nhà biệt thự sân vườn. Hướng chính bên kia là hướng đông nam, và hướng ra sông này là hướng tây bắc. Khung cảnh rất... đây khung cảnh rất là tuyệt vời mọi người. Đấy, buổi chiều thì ra đây chúng ta không gió không mát này, ở đây thì kè làm rất là chắc rồi. Mọi người thấy cá không? Rất nhiều cá rô phi đang bơi trên biển dưới nước này. Có thích thú luôn, đúng không ạ? Đấy, đường thì nối thông cả mọi người nhé. Giá bán cũng thì tốt, chỉ rơi vào khoảng 17.500.000 một mét vuông thôi. Và tôi đi đây cho mọi người xem cái hạ tầng được sáng. Hôm nay tôi quay một clip với review ngắn để cho mọi người cùng xem, chúng ta nắm bắt thông tin, và quý anh chị nào có cái nhu cầu mà chúng ta mua bất động sản ở khu vực này, chúng ta làm những căn nhà vườn, căn biệt thự view sông, thì chúng ta liên hệ cái số điện thoại ở phần mô tả mọi người nhé. Mọi người đừng quên like, subscribe, chia sẻ kênh video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.